Xin chào cô chú anh chị nha. Bây giờ kênh Nhà Đất Việt Nam sẽ quay một căn nhà mới xây xong ở thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Căn nhà này giá rất là rẻ nha, 659 triệu. Nhà đất này nở hậu và thổ cư 100%. Chiều ngang ở phía trước 5m, ở sau nở hậu 6m, còn chiều dài là 14m nha. Tổng diện tích đất là 75m², thổ cư 100%. Nhà này mới vừa xây xong luôn, mới vừa quét dọn lau bụi xong. Bây giờ anh Nghiệp chủ nhà bán giá rẻ 659 triệu thôi. Hai phòng ngủ nha. Cái phòng khách ở phía trước á, trần thạch cao luôn, tặng bộ rèm cửa nữa nè. Bên hông bên đây á thì chừa ra cái hành lang, xây nhà giống như kiểu chữ L vậy cô chú anh chị. Nhà là có dán gạch men từ trước ra tới sau, nền cũng lát gạch men luôn. Ở trong đây thì trần thạch cao, còn phía ngoài là la phong trần thả nè. Nhà này á là hướng đông bắc nha cô chú anh chị. Cái đường ở trước nhà là đường số 16 Nguyễn Lương Bằng. Từ nhà đi ra đường nhựa bự Nguyễn Lương Bằng là có 60 mét à. Đó, cách cái đường nhựa bự có 60 mét thôi, bước ra cái là tới. Ở đây là khu dân cư rất là đông nha. Địa chỉ là ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Cách trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng á 900m, đi ra ngã ba Thiên Thổ Lộ, quốc lộ 22B 1,5 cây, đi ra chợ Cẩm Giang là hơn 2 cây, đi vô chợ Trường Lưu, ủy ban xã Trường Đông là cũng khoảng 2 cây thôi. Chỗ này thì cách chợ Long Hoa nè, cách Tòa Thánh Câu Đài Tây Ninh á, là khoảng 10 cây nha, lên núi Bà Đen 20 cây, đi thành phố Tây Ninh 15 cây. Còn nếu cô chú anh chị đi từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh á, lên tới đây là 75 cây số. Bây giờ anh Nghiệp chủ nhà bán căn nhà này giá rất là rẻ luôn, 659 triệu là bao gồm cả nhà và đất luôn nha cô chú anh chị. Phòng khách là làm trần thạch cao, có trang trí đèn led và tặng bộ rèm cửa luôn nè cô chú anh chị. Nhà là dán gạch men hết nhà luôn nha. Bên dưới là gạch men 60-60 nè. Thì căn nhà này xây trên miếng đất có diện tích là 75m² á, xây rất là gọn luôn nha, hai phòng ngủ. Và chủ nhà thiết kế cái kiểu giống như chữ L vậy đó. Bên đây có hành lang và có cái cửa đi vô, có rèm cửa luôn nè. Xây tô lăng bê đồ xung quanh hết. Ở phía trước sân thì la phong trần thả. Sân thì lát gạch sân vườn như thế này ha. Ở đây là sử dụng á giếng khoan máy bơm nước nha cô chú anh chị. Đó, căn nhà nhỏ gọn và thiết kế đẹp ha. Đây có bức tranh thuận bồm xuôi gió nữa nè. Rồi phía trước là có làm cổng luôn. Nền nhà thì cao ráo lắm cô chú anh chị ơi, cao hơn cái đường một khúc luôn nè. Đó, cổng nhà rồi mấy tre ra tới ngoài luôn. Cái sân là có được la phong luôn ha. Nhà này hướng đông bắc nha. Cái đường ở trước nhà là đường 16 Nguyễn Lương Bằng. Đây đường 16 Nguyễn Lương Bằng. Cái đường này ở trên giấy tờ ghi là đường 4m nha. Và đi ra có 60m thôi là đường nhựa bự, đường Nguyễn Lương Bằng kìa cô chú anh chị. Đường 16, cái số 16 cũng là số đẹp á, là sinh lộc đó. Cách đường nhựa bự là chỉ có 60m thôi ha. Bước ra cái tới đây. Đây bên hông nhà nè, xây tô xung quanh nè. Và kế bên cũng có căn đang xây nè cô chú anh chị. Đi xích vô á là cái vườn cây ăn trái trong nha. Rồi nhà cửa hàng xóm kế bên nè. Đó, cái không gian nó yên tĩnh và cây xanh nhiều á, cho nên là mát mẻ lắm cô chú anh chị. Bây giờ tấn quay là hơn 11 giờ buổi trưa. Cô chú anh chị thấy mát mẻ không? Đường này trên giấy tờ ghi là đường 4m nha. Thì hiện tại là cũng rộng đủ 4m đó cô chú anh chị. Xe ô tô hay là xe tải nhỏ đâu là vô được. Cũng như xe chở vật liệu xây dựng nè. Đó là ra vô ok nha. Chở cát, chở đá đồ vô đó. Định vị Google Maps tấn sẽ ghim cái đường lên để trong phần mô tả. Nói chung vị trí dễ biết á, ngay đường số 16 Nguyễn Lương Bằng. Chốc tấn sẽ đi bộ ra ngoài cho cô chú anh chị coi. Một căn nhà giá rẻ ở thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Theo định hướng phát triển thì từ đây đến năm 2030, Hòa Thành sẽ lên đô thị loại 3, là tương đương với cấp thành phố luôn nha cô chú anh chị. Này, khi mà khép cái cổng lại nè. Đó, đẹp lắm, cổng có sơn giống như là mạ vàng vậy đó. Góc cột cổng dán gạch men ha, rồi mặt dựng của nhà cũng có dán gạch men luôn.
Còn gạch men dán tường là cao 1m6. Dán hết nhà luôn á. Nhà nhỏ gọn. Đây cái bức tranh thuận bồm xuôi gió nè. Bức tranh này là gạch men luôn nha. Ở trước là có ổ điện luôn nè, với lại cầu dao máy bơm nước nè, giếng khoan máy bơm nước để ngay góc này, rất là gọn nha. Sân thì gạch sân vườn nè. Chiều ngang ở phía trước 5m, ở sau nở hậu 6m. Còn chiều dài á, là 14m nha. Nước sơn á, thì màu xanh nhạt. Cửa sơn màu trắng. Phòng khách là có cửa sổ ra bên phía hành lang này luôn ha. Có rèm cửa đâu luôn. Rồi vô bên trong nhà nè. Thì phòng khách với lại phòng ngủ đồ này kia thiết kế gọn lắm cơ chứ anh chị. Đối diện cũng có nhà hàng xóm. Đường điện trong nhà là đi âm tường hết nha. Căn nhà này mà hai vợ chồng mới ra riêng á, ở là rất là gọn luôn, tuyệt vời luôn. Hay là gia đình ít người cô chú anh chị, nhà này có thể ở được khoảng 4 người ha. Nhà ít người 2, 3, 4 người ở được nha. Rồi phía sau nở hậu, chúng ta thấy là phía sau cũng bự hơn phía trước. Đó, khu vực nhà bếp nè. Đây, chỗ này thì chúng ta để cái bàn ăn ở đây. Và phía bên đây là cái cửa, chỗ chữ L nè. Thiết kế chữ L này cái kiểu nó sẽ thông thoáng nha cô chú anh chị. Phòng khách là có cửa sổ mở ra nữa, nó thoáng. Nước sơn rồi làm rất là đẹp ha. Làm Tấn thấy là thợ người ta làm, người ta xây, người ta sơn đó cô chú anh chị, là làm chi tiết tỉ mỉ luôn á. Đường gạch rồi này kia nè, nó liền lạ hết à. Bên dưới là gạch men 60-60, cái màu giống như là màu xanh cẩm thạch vậy đó. Đây, ngay khu vực nhà bếp nè, mặt bếp là dán gạch men, có hộc tủ, tủ nhôm nè, bên trong cũng có lát gạch men với lại dán gạch men luôn, sạch sẽ ha. Ngay chỗ bếp là có cái cửa sổ nữa, đó. Và xung quanh thì chúng ta thấy cây xanh đủ nhiều lắm, mát mẻ. Bên đây là hai phòng ngủ nè cô chú anh chị. Phòng ngủ cũng rất là gọn luôn nha. Đèn ngủ đó nè. Rồi đường dây điện gắn máy lạnh là có đi sẵn nè, có ô cửa để lấy ánh sáng tự nhiên nè. Cửa khung sắt, kính mờ. Tiếp theo phòng ngủ thứ hai. Một căn nhà giá rẻ 659 triệu mà thuộc thị xã luôn nha. Thị xã Hòa Thành Tây Ninh. Địa phương bây giờ đang rất là hot về nhà đất nha cô chú anh chị. Ở thị xã thì chắc chắn là sẽ giá trị hơn ở huyện rồi. Tương lai là sẽ lên thành phố nữa. Thị xã Hòa Thành là nơi có mật độ dân cư cao nhất Tây Ninh luôn nha. Ở ngay chỗ này nè, ngay căn nhà nè, là cô chú anh chị có thể đi được hai cái chợ. Hai cái chợ là cách nhà khoảng chừng khoảng 2 cây số, hơn 2 cây số chút xíu thôi. Đó là chợ Cẩm Giang, ở bên phía xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu á, là ngoài quốc lộ 22B á. Khúc này là giáp ranh với huyện Gò Dầu nha cô chú anh chị. Đó là đi chợ Cẩm Giang. Còn một chợ nữa đó là chợ Trần Lưu của xã Trần Đông này. Cách chỗ này cũng khoảng 2 cây, hơn 2 cây thôi. Đây phía sau nhà nè, cái cửa hậu sau là cửa sắt luôn, sắt bự luôn nha. Đây, thanh sắt quá bự nè. Và ở sau có lăng bê luôn. Hàng xóm bên cạnh thì có cây tre, có cây dừa rồi nè.
Ở sau thì cái tường chúng ta thấy là tường có dán gạch men luôn, có sơn luôn, và tường này xây cao lên á là gần 3 mét nha. Rồi bên trên là có khung sắt nữa. Ở sau là lát gạch sân vườn giống như sân trước luôn. Máy giặt thì sẽ để ngay góc này đó, đường ống nước vô nước ra nè, ổ điện nè, lavabo nè, chỗ này thì sẽ gắn thêm cái gương nữa ha. Đó, gương lavabo phía trước, rồi nhà tắm toilet nè, chỗ này có cái máy che nè cô chú anh chị, để máy giặt đây ha, chắc là sẽ để máy giặt trong cái góc này quá, hoặc là để phía ngoài đây. Ống nhựa nè, ống nhựa Bình Minh nha. Rồi nhà tắm toilet, wow, bồn cầu liền khói luôn. Nhà giá rẻ nhưng mà bồn cầu xịn ha, bồn cầu liền khói luôn. Vòi sen nè, vòi sen này là sử dụng được nước nóng lạnh luôn á cô chú anh chị, muốn xài nước nóng lạnh thì chúng ta lắp cái máy năng lượng vô ha. Trong nhà tắm thì dán gạch men lên 2 mét, đó, bồn cầu liền khói. Cửa là cửa nhôm kính mờ. Thì nhà tắm toilet này Tấn thấy cái diện tích này của chú anh chị là cũng rộng rãi đó, tắm đồ thoải mái đó. Nói chung một cái căn nhà giá như thế này quá rẻ rồi, mà cũng đầy đủ tiện ích công năng sử dụng như thế này nha cô chú anh chị, không thể đòi hỏi gì hơn luôn á. Nếu mà cô chú anh chị rành về chi phí xây dựng là chúng ta thấy căn nhà này cũng như cái chi phí xây dựng thôi là cũng gần bằng cái giá bán này. Tính ra giá đất là không có nhiều hết. Cho nên là cô chú anh chị muốn mua thì nhanh tay liên hệ nha. Tại vì những căn nhà giá rẻ như thế này Tấn quay lên á, thường là chủ nhà sẽ bán rất là nhanh. Nên cô chú anh chị muốn mua thì phải nhanh tay gọi liền cho anh Nghiệp chủ nhà ha. Bán nhanh lắm những căn nhà rẻ như thế này nè. Rồi Tấn sẽ ghim cái đường link định vị để trong phần mô tả. Bây giờ Tấn sẽ quay giấy tờ cho cô chú anh chị coi nha. Đầu tiên mình coi cái sơ đồ nha. Thì nhà đất này á, hướng bắc có lệch đông chút xíu, chúng ta gọi là hướng đông bắc cũng được nha. Đường mặt tiền ở phía trước là đường đất 4 mét, chính là đường số 16 Nguyễn Lương Bằng đó. Đây nở hậu nè, ở phía trước đúng 5 mét, ở sau đúng 6 mét. Còn chiều dài á, một bên là đúng 14 mét, một bên là 13m44. Nở hậu phong thủy tốt nha. Thửa đất số 1148, tờ bản đồ số 34, địa chỉ ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích đất là 75m2. Và đất này là thổ cư 100%. Bây giờ Tấn đọc số điện thoại của anh Nghiệp để cô chú anh chị liên hệ mua nhà nha. 039 506 1000, 039 506 1000, 039 506 1000, 039 506 1000. Số này có Zalo của anh Nghiệp. Bây giờ Tấn sẽ đi bộ dài dài ra ngoài đường Nguyễn Lương Bằng, cách nhà có 60 mét thôi cho cô chú anh chị coi ha. Đối diện với đường số 16 là cái công ty ga, cho nên cái vị trí dễ biết lắm. Rồi xin mời cô chú anh chị nha. Căn nhà ngay bên cạnh cũng đang xây ha. Rồi đây là căn nhà đang cần bán nè, xây tô xung quanh hết trơn à. Tấn mới vừa đóng cửa tắt đèn nha. Đó, đóng cổng lại nhìn đẹp lắm nè cô chú anh chị. Nền nhà thì cao ráo, cao hơn cái đường máy tắt luôn. Sau này cái đường này có thể lên nhựa hoặc là lên bê tông á cô chú anh chị. Thì cái nền nhà cũng đã cao sẵn rồi nha. Bây giờ thị xã Hòa Thành đầu tư về hạ tầng giao thông á rất là tốt, cho nên cái đường này sắp tới Tấn nghĩ cũng sẽ làm luôn nha. Có thể là lên bê tông nha cô chú anh chị. Đường 4 mét chắc là lên bê tông á. Còn đường 10 mét là sẽ lên nhựa nha. Rồi đi ra có 60 mét thôi là đường Nguyễn Lương Bằng. Cái đường nhựa rất là bự ngoài đây.
Đường mặt tiền của nhà là đường số 16 Nguyễn Lương Bằng. Có cái bảng số đường luôn nha cô chú anh chị, bảng tên đường nè. Đây. Đường 16. Đó, và đường nhựa bự này là đường Nguyễn Lương Bằng. Đường 16 là đối diện xéo với cái công ty ga. Đó, cô chú anh chị thấy bên kia đường cái nhà lầu á là công ty ga đó. Đây, nhà cửa dân cư dọc theo đường Nguyễn Lương Bằng này rất là nhiều và xe cộ qua lại cũng nhiều nữa. Đi về hướng này cỡ chừng 2 cây số nè là chợ Trần Lưu, Ủy ban xã Trần Đông, trường mẫu giáo cấp 1 cấp 2. Nói chung là về trung tâm xã là 2 cây nha. Ở đây mình đi xích tới á, là có mấy công ty bánh tráng nha cô chú anh chị, bánh tráng Tân Nhiên, bánh tráng Hồng Minh rồi đó. Ở đường thì xe cộ qua lại nhiều nè. Rồi, phía bên kia là đường số 17. Đây, đường đi vô nhà nha, đường số 16 nè. Ở đây mình đi vô có 60 mét thôi, tới căn nhà đó. Bên tay phải luôn. Còn đi ra hướng này nè cô chú anh chị, đây mình chạy lên cỡ chừng 800 mét là trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng. Và đi ra một cây số rưỡi á là ngã ba Thiên Thọ Lộ, quốc lộ 22B. Ra quốc lộ quẹo trái là chợ Cẩm Giang, còn quẹo phải là hướng lên chợ Long Hoa, Tòa Thánh, thành phố Tây Ninh á. Ở đây cách chợ Long Hoa, Tòa Thánh là khoảng 10 cây, lên núi Bà Đen là 20 cây. Còn từ bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh, cô chú anh chị đi lên tới đây á là 75 cây số nha. Ở đầu đường chỗ này là quán bán đồ ăn sáng luôn nè cô chú anh chị. Rồi bây giờ Tấn sẽ lên xe chạy ra hướng quốc lộ 22B cho cô chú anh chị coi nhà cửa dân cư và tiện ích dọc theo cái đường Nguyễn Lương Bằng này nha. Cái cổng chào ấp Trường Đức là bên tay phải nè cô chú anh chị, là ngay đường số 19 Nguyễn Lương Bằng. Cổng chào là ngay đường số 19. Còn cái đường đi vô nhà là đường số 16 là phía trước. Tấn đang chạy trên đường Nguyễn Lương Bằng cái hướng là từ trong Ủy ban xã Trường Đông và chợ Trường Lưu đi ra nè. Thì trong chạy ra đường số 16 sẽ nằm bên phía tay trái. Đây bên phải là công ty ga. Rồi đường số 16 ngay chỗ này nè cô chú anh chị. Đó, hướng từ chợ Trường Lưu ra là đường 16 bên trái. Còn cô chú anh chị đi từ quốc lộ 22B ngay ngã ba Thiên Thọ Lộ chạy vô á thì đường 16 nằm bên tay phải luôn nha. Từ quốc lộ chạy vô đường 16 nằm bên tay phải, cho nên vị trí cũng dễ biết lắm. Nhà cửa dân cư dọc theo cái đường Nguyễn Lương Bằng này thì chúng ta thấy là quá chừng đông. Cái đường này á có trồng là cây hoàng yến nha cô chú anh chị, thấy mùa hoa nó nở á là vàng rực cái đường này luôn á. Kinh doanh buôn bán quá chừng nè. Tấn sẽ ghim cái đường link định vị Google Map để trong phần mô tả nha. Ở nhà đó là đi được hai cái chợ, chợ Cẩm Giang và chợ Trường Lưu. Dọc theo cái đường Nguyễn Lương Bằng này thì Tấn thấy là người ta xây nhà mái thái hay là những cái nhà lầu bự bự á cũng khá là nhiều cô chú anh chị. Rồi tới ngay chỗ này nè, thì bên phía tay trái là đường số 6 Nguyễn Lương Bằng. Đó, nếu quẹo trái vô đường số 6 sẽ là cái trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng đây nè. Đó, trường học này cô chú anh chị. Quẹo vô đó thì thông ra chợ Cẩm Giang luôn đó. Còn đây mình chạy ra thêm khoảng chừng 500 mét nữa thôi sẽ là đường quốc lộ 22B ngay ngã ba Thiên Thọ Lộ nha. Ngoài đây thì có cây xăng. Quẹo trái cỡ chừng 700 mét đó là chợ Cẩm Giang, có bánh quá xanh nha cô chú anh chị. Cách chợ Cẩm Giang, cách bánh quá xanh ngay khúc này là 700 mét thôi. Còn quẹo phải là sẽ hướng lên chợ Long Hoa, hướng lên Tòa Thánh, thành phố Tây Ninh, núi Bà Đen. Đây, ngã ba này gọi là ngã ba Thiên Thọ Lộ nha. Từ ngã ba này chạy vô tới nhà khoảng cây số rưỡi. Rồi, Tấn sẽ kết thúc video clip này tại đây. Chúc cô chú anh chị mua được bất động sản như ý nha. Bye bye. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video.
nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất, Zalo 0339 120 133.